Sao đi tìm cho ai ra bằng anh? Trăm muôn đêm trăm vạn ngày đâu sang tay nào ai? Anh đã tin chẳng ai sánh bằng anh đâu người ơi. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà cho báo trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Bằng anh luôn yêu em thật lòng, yêu em luôn thủy chung. Bao hương hoa
ong bướm lai hòa nhà. Bao gian truân khô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút thần anh tô họa tranh. Đem sức trai xây điện đài góp vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ mình đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chiếc xe thân tình, trên chiếc xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ai ra bằng anh. Trăm muôn đêm trăm vạn ngày đâu sang tay nào ai. Anh đây tin chẳng ai sánh bằng anh đâu người ơi. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà trao báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Chung một nhịp cầu nè bằng lòng đi em vườn trái xanh màu. Bằng lòng đi em dâu làng anh không thiếu ba tiền. Cường xanh tay những rất sang bài dòng xi men. Đám cưới ba con người khen. Gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Hỏi mãi em im re sao mà làm tình không muốn nói. Anh trắng đêm muối kêu lời cho dê. Biết chưa đâm đà về, nghe gió đưa ru bụi tre. Nè bằng lòng đi em, mình chẳng còn tương tư đơm đớm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc leo bướm, ông phường hồng dê kêu. Viên nước gạo của tình yêu, chim liếu lo chuyện cành điều. Ngô lúa sai quặng bằng lòng đi em quà cưới anh nhiều. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, hôm nay hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái rất vui mừng vinh dự được đón tiếp sự diện đông đảo của toàn thể các quý vị khách quý của đôi bên dòng họ ngày hôm nay đã cùng hội tụ trở về đây để cùng tham dự chương trình buổi lễ đính hôn của cô dâu Thu Huệ sánh duyên cùng với chú rể Minh Điền trong ngày trọng đại hôm nay. Và lời đầu tiên, ban tổ chức cũng xin được thay lời cho gia đình và đôi duyên mới xin được gửi tới toàn thể các quý vị một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và một lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, hôm nay
nay xuân hợp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng trong một nhà. Tôi xin mới, Thư Huệ và Minh Tiền cũng đã trải qua một quá trình dài tìm hiểu yêu thương nhau và được sự vun trồng vun đắp của toàn thể đôi bên gia đình. Ngày nay chọn ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã tổ chức tuổi lễ đính hôn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới bước vào quỹ đạo hạnh phúc của tình yêu. Và trong giờ phút long trọng này, ban tổ chức xin được trịnh trọng công bố tuổi lễ đính hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới Thu Huệ và Minh Điền xin chính thức nguyện bắt đầu. Và quý vị cùng dành một trăm một tay thật lớn và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, rất tuyệt vời, xin được cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể các quý vị. Kính thưa toàn thể các quý vị, những trầu là đầu câu chuyện, mà cái trầu thì lên sâu nhà người, mà trầu này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu phượng trầu mình đấy ta, trầu này xung họp một nhà, bắc liên say não đậm đà tình xuân. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ đính hôn, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đại gia đình họ nhà trai nên có đôi lời phát biểu giới thiệu thành phần đoàn chủ chốt của gia đình mình và kính trình lễ vật đính hôn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cô, thưa con, ông bà, hôm nay là ngày vui của hai cháu, được ông bà nhất trí của đôi bên gia đình, ông bà ông đình và được sự nhất trí của xã hội và giáo hội và được sự mong đợi của hai cháu. Thì hôm nay gia đình chúng tôi có cây trầu chỉ nên các cố các cô bà, trầu cau thì đập đà, điệu thuốc thì đồng say, hoa thơm thì thái ngọt. Đây nói lên tâm tư tình của hai cháu đã yêu nhau và đến với nhau và đã được sự vun đắp của ông bà ông đình cũng như bà ông đình đã vun đắp và đã chọn ngày hôm nay để tổ chức ngày lễ đính hôn cho hai cháu. Với tâm tình và thông cảm và cảm thông của đôi gia đình mà tôi cũng mong đôi đình gia đình thông cảm và vun đắp cho hai cháu ngày lễ đính hôn những ngày lễ trăm năm của hai cháu được hạnh phúc. Và lần nữa tôi xin kính chúc các cố các ông bà thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và lời đầu tiên bác cũng xin được gửi lời cảm ơn tới đoàn đại biểu của gia đình họ nhà gái và ngày hôm nay đến tham dự chương trình buổi lễ đính hôn. Gia đình họ nhà trai cũng đầy đủ các thành phần quý ông quý bà, anh em cô dì chú bác bên nội bên ngoại của chú rể Minh Điền. Và ngày hôm nay gia đình họ nhà trai đã sắm tất cả với bảy sính lễ vật mang đầy đủ ý nghĩa mang sang họ nhà gái để kính trình dâng lên tiên tổ và để cho đôi bên gia đình được nối liền thông gia và cho đôi bạn trẻ được về làm con một nhà. Để đáp lại lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đại gia đình họ nhà gái lên có đôi lời phát biểu và giới thiệu thành phần đoàn và xin được tiếp nhận lễ vật đính hôn. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý cô, kính thưa quý ông quý bà cùng toàn thể cô dì chú bác và tất cả bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Cơ chồng là đầu câu chuyện thì hôm nay cái buổi đầu cho các cháu thì tôi cũng xin giới thiệu đúng là ở ngoài này nếu xa có cái gì thì các cố các ông bà thì giới thiệu chung chung, tức là nói chung là các thành phần của các cố của anh em của bên nữ thế này là đủ các cụ hết ạ, không có, có thiếu một thành phần nào. Và tôi thay lời cho gia đình Nhân thì cũng xin nhận cái lễ vật này và xin kính chúc tới tất cả quý cô quý ông bà chuẩn bị bước sang năm mới tràn đầy hân hoan của Thiên Chúa, chúc mọi người trong cuộc sống thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Và quý vị cùng dành một tràng pháo tay lớn và nồng nhiệt để cảm ơn hai bác vị trưởng đoàn của hai bên gia đình hôm nay. Vâng, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể các quý vị, thật lúc là ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ mà ai cũng đã mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau để rồi đây thương nhớ đợi chờ. Đó cũng là sự vui chồng vun đắp của toàn thể đôi bên dòng họ để đến ngày hôm nay một buổi lễ đính hôn rất sang trọng và lịch sử đang được diễn ra. Và để tiếp theo chương trình, tổ chức xin được kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ dẫn cô dâu xinh đẹp Thu Huệ tiến ra trung tâm hôn trường cưới để gửi lời chào và lời cảm ơn tới toàn thể đôi bên hai phòng họ. Xin
được trân trọng kính mời. Cũng nói tốt chưa? Cũng rất là lịch sử, cùng đang diễn cô dẫn cô dâu Thu Lệ xinh đẹp cùng tiến lên trung tâm hội tiệc cưới của chúng ta. Đại biểu sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới hội hôn, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên hai dòng họ, con dẫn em con ra mời quan viên hai dòng họ mời nước mời thuốc. Chị chuyển mic, chị chuyển mic cho em chi, chuyển mic cho em chi. Cảm ơn cô rất nhiều. Chào cô dâu Thu Huệ rất xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng. Em đã trong tà áo dài của người con gái Việt Nam, xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới toàn thể công viên hai dòng họ. Và rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ ban tổ chức không phải đợi đợi, cô dâu chờ đợi lâu, xin được kính mời nhân vật chính thứ hai cũng rất là đẹp trai và tài hoa, chính là chú rể Minh Điền. Vâng, hiện diện trên chúng ta một điểm rất là ấm tay, chính là đôi trai tài và gái sắc. Quý vị cũng dành những tràng vỗ tay trị giá tới 50 tỷ đồng nữa cùng để chào mừng. Vâng, rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn tràng vỗ tay của toàn thể các quý vị. Kính thưa toàn thể các quý vị, thật đúng là khen ai mà để biết trầu câu, để cho tình nghĩa bên nhau thắm nồng, mà khen ai sẽ sợi chỉ hồng, để cho tình nghĩa vợ chồng ngay đã ăn lên duyên. Vâng, và để liên tục chương trình, ban tổ chức xin được kính mời hai người bố và hai người mẹ kính yêu của đôi duyên mới cùng nhau tiến lên trung tâm màn hình sân khấu để chính thức trao và nhận lễ vật đính hôn. Xin được trân trọng kính mời. Lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh.
địa hoa cau rụng trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu, lá vẫn xanh tươi màu. Xin được kính mời quý cô cũng như tất cả các quý vị hiện diện với những tình cảm của hai gia đình và đặc biệt là dành cho hai cháu. Tôi cũng xin đại diện cho họ nhà gái thì tôi làm phép của anh chúng ta. Nên cha và con thánh thần amen. Xin kính mời các vị cho tràng pháo tay nữa. Và xin kính mời các quý vị dùng bữa ngon miệng. Sẽ cưới em bỏ thời gian cách xa đợi chờ đường xa nhà vắng tiếng pháo vui theo kiều hoa có đôi phù sa còn trong đời bạn bè dăm tên bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn mùa xuân này anh sẽ cưới em lũ bạn xa chắc không kịp mời đường chim trời đầy đỗ bốn phương đưa đầu non giữa đêm dược xuôi nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình mùa thu còn đó sang tình vẫn ngút ngàn anh lo gì thời gian mùa thu sẽ đến mùa đông rồi qua mau ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng màu hy vọng tô thắm áo anh màu tình yêu nát trên đồng lúa màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa chan duyên tình đôi mình anh hả anh thấy em làm cô dâu có đẹp không xấu quá rồi nghĩ cứ hỏi vậy luôn đi mơ vợ chút xíu rồi giận rồi thì khi nào đám cưới thiệt hai đứa mình em mới đẹp được chứ cũng đúng ha tới lúc đó em trang điểm nè em mặc áo dài nè rồi em đội cái vòng hoa của anh lên thì em mới đẹp được anh khi nào anh cưới em vợ thì mùa xuân này anh sẽ cưới em bỏ thời gian cách xa đợi chờ được sang nhà dặn tiếng
mình phao dùi theo kiều hoa có đôi phụ rể nghe. Còn trông đợi bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chiều trời đầy đó bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm dược xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, những nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu nát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Một vị đại biểu đại diện cho đảng, gia đình, họ nhà trai nên sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn, xin được trân trọng kính mời. Có kính các ông các cô và các bà, thưa cô thì chú bác, hôm nay ông bà ông Đình và ông bà ông Ngân tổ chức lễ đính hôn cho 26 để bây giờ cũng là rất là thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ thì tôi rất là cảm ơn các ông các bà cũng tiếp đón họ nhà trai chúng tôi rất là chu đáo. Tôi cũng xin kính kính chúc các ông các bà rồi toàn thể trong hai họ chúng ta có một sức khỏe dồi dào. Xin hết ạ. Vâng, chân tay thật đồng nhiệt để cảm ơn. Vâng, rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ ban tổ chức xin được kính mời vị đại biểu của gia đình họ nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu để đáp lễ, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý cô, kính thưa quý ông, quý bà cùng toàn thể cô dì chú bác cũng như bạn trẻ của hai cháu, từ sự quan tâm của quý họ nhà trai đã đến đây không quản ngại đường xa xa xôi. Tôi thấy là đi xa lắm nhưng mà thời buổi 4.0 mà các cụ các cố đây còn đi bộ nữa để có cái sự nhiệt tình với các cháu. Hôm nay công việc thì hai ông hai bà cũng đã tổ chức rất tốt đẹp rồi. Thế qua sự cảm ơn của quý họ nhà trai, tôi cũng thay lời cho quý họ nhà gái xin cảm ơn sự nhiệt tình của quý cố, quý ông, quý bà. Cũng nhân dịp chuẩn bị đón một năm mới, cho tôi thay lời cho gia đình xin kính chúc các quý cố, quý ông, quý bà chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Chúc cho mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông, chiếc nón quá